Một trong hai sẽ bị kết thúc cực kỳ nhanh. Không lo họa kia. Ôi. Thế rồi. Tèn 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 tèn. Như vậy mình là top 1 băng của ba khủng long nha. Hôm đầu tiên là mình top 1 băng bộ bài phù thủy. Hôm qua là mình top 1 băng bộ bài của Đại Dương của Tetsu Tetsunami Makuk. Còn hôm nay là mình top 1 băng bộ bài của khủng long. Như vậy các bạn thấy mình đánh cùng của mình khủng long đi. Búp cho đối phương cùng thua nhá. Đó tên hổ chắc chẳng thua rồi. Còn làm gì cũng thua mà thôi. Chương không này. Tự hủy. Hôm nay này, hôm nay gian nan của các bạn ơi. Hôm nay toàn gặp cao thủ. Bóp cho con kia lăng. Mình nghĩ là bóp con gì cũng thua nhá. Bắt đầu chắc chẳng thua rồi. Ủa sao toàn xương không mà nhỉ? Bài khủng long không được chơi mà chọn như đúng rồi. Các bạn tìm tiểu băng dài nhá. Con này lúc này mình gọi là gì mà quên mất rồi nhỉ? Bao nhiêu quả bao nhiêu nhận nhận không nổi. Quá nhiều con. Bài khủng long này mình chơi không quên nha các bạn. Đây là con cứng nhất. Khi nào bạn Nguyễn Đức Quang cũng có con cứng nhất thế bạn. Bạn xem tiếng mình khi nào cũng thử con cứng nhất. Bài nào mà mình chơi bằng mình chọn bằng bảo là thử con cứng nhất. Con cứng nhất nhé. Cái con nào không chọn là bằng bảo con cứng nhất. Mình hay chơi bài Yugi và bài Yugi mình chơi cũng được. Yuichi cũng được, cái ba cũng được. Sắp tới thì Yuki mình hiện tại mình chơi cũng được. Hôm nay thì có luyện thêm nhân vật Bakura. Lúc này bạn thấy các bạn thấy cái tên Phước Lê này nó nhám hiểu không? Đầu tiên là xin cơ lê nhá. Tự nhiên vào xin cơ lê rồi bảo là em xem anh từ lúc mới bắt đầu đến giờ. Mình bảo là mình không giữ cơ lê đâu. Mình vừa bảo như vậy cái là bắt đầu kêu gọi mọi người đi like rồi bỏ đăng ký gì. Các bạn thấy không này nhám hiểu không? Một thanh niên cực kỳ nhám hiểu. Các bạn hiểu nguyện nhá.
khi nào thì hồi ít đi giải văn à, đúng rồi, mình thích chơi con bài ít đi giải nhá, nhưng không biết thì hồi nó như thế nào, mà không biết chơi team nào mà có. Còn đến chiều sáng chiếm không bằng coi nhỉ, mới là chiếm đồ lưu cho nó thú vị hơn. Lúc này mới lại xuyên không có nhiều, năm lại xuyên không bỏ đi hai lạ thôi. Một cái chuyện đến tất này, con này không biết kỹ năng là gì đây, Enter thôi. Lá. Amazon. Mình nghĩ Amazon không cần. Anh biết bao lâu game này bằng như vậy không? Mày không biết nha bằng anime. Ôi được vô 1 triệu con gì vậy nhỉ? Mày không kịp xem. Bên Trung Quốc có ít đi giải đó nhá, nhưng mà ôi nó cái gì đây? Nó vừa làm cái gì vậy cậu anh nhỉ? What the hell? Tiêu không để được đi. Bên đó cũng là có ít giật đó nhá, nhưng mình không biết chọn nhân vật nào để ra. Vì ở server mình là có rất nhiều top chơi ít giật. Ôi, nó làm cái gì đây? Con ba này là gì làm gì nhỉ? Như vậy đối phương không có con bài video anh, nên nó mới chơi kiểu như vậy. Ôi sao nó không cài lại con đó nhỉ? Sao nó không gọi ra nhỉ? Chúng ta cơ mà sáng Việt Nam để đọc lại kỹ năng của nó. Khủng long nó rồi. Khủng long cao cái nhất. Khi hiệu quả phá hủy và đưa vào mù. Tại sao vậy nhỉ? Ôi win rồi. Hai. Tóm lại là cùng win. Bằng ít dạy nó nhận cái gì mà bị xóa bao nhiêu vậy nhỉ? Mình nghĩ là cho bằng thôi bỏ đi thôi. Không bị dùng thì bỏ đi. Ba như vậy mà cũng léo tới đấy thì mình cũng quy. À như vậy mình nhầm con nhá. Như vậy là con bên này cứ đứng phải là con này. Bỏ đi nhận con không bị chơi. Con này chúng ta không bị chơi thì không dùng. Hai con này. Lôi đĩa này, lôi đĩa cũng được. Lôi đĩa cũng ngon. Lôi đĩa. Phép, phóng lô hóa. Con này, bỏ đi. Con này, bỏ. Lại con này. Hồi sinh, trước nhiều hồi sinh, dùng dây nữa. Ôi nhanh lên kể thời gian. Đánh tiết kiếm. Vậy
Như vậy bò thì khủng long. Nửa đường được gắn. Bò khủng long. Gom một lá nữa. À bạn Phan Súp, mình có trả lời bạn đó nha, là game này mình không biết cách đáo nha. Hình như cũng có cách chơi để chơi game US nhưng mình không biết nha. Có gì đây? Chưa đặc biệt. Chưa nói trước. Ok, bạn người con mình nhầm nữa nha. Không phải mình nhầm. Ôi nó búp kia à. Các bạn một biển nó búp như vậy là sao không? Như vậy là nó có một bảo vệ một lần. Nó sẽ được bảo vệ một lần. Không biết đánh căng quá. Win một trận mà quá vất vả. Ui sao nó không ra gì nè. Các bạn thấy con này triệu hồi đặc biệt không? Tấn công xuyên giáp và triệu hồi đặc biệt. Không lâu á. Không có. Anh ơi, nhật này. Ok, chúc bạn ăn bật cái mình ngủ ngon nhá. Số phần rồi. Chúc bạn mặc ngủ ngon nhá. Hẹn gặp lại bạn vào ngày khác. Win rồi. Bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Đã hai con này đi. Như vậy chúng ta thấy bằng những con này. Chúng ta thấy bằng những con đơn giản hơn, dễ dùng hơn. Xuyên không vẫn con, ui, chuyển nữa. Chuyển nữa bị con bay, xuyên không hành. Con này. Vẫn con thì có Luxida. Con này. Ui, mình còn khá nhiều đối thủ, 2, 4, 6, 8 người. Như vậy là hiện tại đã top 8. Cái con cũng là một cái sau khi diệt một con quái tiêu đặc biệt khác. Con một tiêu. Ôi cảm ơn nha con thiên sư một cái 9. Tiêu đặc biệt khi có một con. Ôi nhiều thông tin quá. Nạp vào nỗi đau mất. Hai bốn sáu tám tám. Bằng quỷ vụ anh kiếm mâm độc lớn ở bộ nào vậy? Hình như là nạp tiền thì kiếm được bằng quỷ vụ à? Nếu như mà nhớ không nhầm thì nạp 200k thì vậy. Bạn nào biết thì trả lời cho bằng quỷ vụ nhá. Vì mình không nạp tiền nên mình không biết cách kiếm như thế nào. Hai bốn sáu nhưng mà vào top 6 rồi, có thể chúng ta sẽ vào top 4 các bạn ha. Có thể chúng ta sẽ chơi hai người loại nhau để vào được top 4. Mình nghĩ bài của mình là thuộc dạng khá tốt. Nếu như là hên thì cũng không giảm được trước. Chuyện nào ok bài tạm được. Ui đối phương này trước. Lần sau đi. Lần sau mình sẽ dùng phong đế.
Các bạn thông cảm, em đang tập trung chơi nhá. Hồi hộp quá, tóc bụng rồi. Ôi không lâu quá, đệt bà. Tuyệt vời, rất tuyệt vời. Win luôn. Yeah. Thay bằng con này. Ui, như vậy là có một con mình cần phải chọn, đó là con bài thời gian linh hồn. Con bài thời gian linh hồn rất mạnh. Tiếng top 4 rồi. Ui, bây giờ mới vào được top 4. VIP 5 được 2 lá, cộng với quỷ trưởng thành 1 lá. Như vậy là để có được 3 lá mông độc cần phải nạp lên đến VIP 5. Thôi, thôi. Nhà em nghèo, em đông. Tiền đâu mà đục 5 con đây. VIP 2, 2 con được thành 1 con. Một ống thì bà VIP 4, ống thì bà VIP 5. Tiếp tục nào. Ui, là nói trước. Các bạn không chơi game này mà được trước. Không phải, như vậy mình trước. Mình trước hay nói trước vậy nhỉ? Ui gì đây? Thì không có ba bộ sao kia thôi. Có đệt ba nó. Có theo gì đây? Ba bộ sao đâu rồi? Bây giờ nó phải bỏ ba đây kìa. Bỏ một con. Ôi what? Mình nghĩ mình phải triệu hồi con này thôi. Các bạn bị sao triệu hồi không? Để lượt sáu lượt chẳng mấy nó không cho mình hồi sinh quái, triệu hồi quái. Thì mình có thể hồi sinh lại con này. Lúc này mình có gặp một trường hợp đó nha. Mình có hồi sinh nhưng không thể nào triệu hồi được. What the hell? What the hell gì vậy? Cái what the hell gì vậy? Quy, đây rồi. Chơi đầy mọi mong. Căng thẳng quá. Ba của mình đang nằm thể trục chủ động. Hoàn toàn chủ động. Win rồi. Yeah. Top 3. Mình nghĩ là hai tên kia đang chuyển nhau thế vậy. Mình nghĩ như vậy. Như vậy là chúng ta đã vào được top 2. Cho anh top 1 được. Được anh. Mày top 1 rồi anh. Quy. Bạn nghĩ là cái gì là gì top 1 thế vậy. Mình phải một người chuyển với 32 người nhá. 32 người cũng như mình mà thôi. Hôm nay là mình được một lần top 2. Một lần top 3. Lần này mình nghĩ là vào được top 2 rồi. Lần này mình nghĩ mình sẽ đánh chung kết. Hồi hộp quá. À, hôm nay mãi stream mà mình quên bóc video lên. Hết loạt này thì mình sẽ tạm dừng khoảng 2 phút để bóc video nhá. Mình đã tải đến rồi mà chưa chuyển sang chế độ công khai. Bộ bài của anh vừa lấy mà cũng mạnh quá. Ok, cảm ơn bạn Tú Pro nhá.
Sai bia ba cura cầm 16 mong đục đâu kê. Nói như bạn Phan Trúc thì người ta tóm một đơn giản đó nhá. Ui lại lại có thêm con bài thời gian lên hồn. Mày sẽ bỏ một con này chọn thời gian lên hồn. Ui vẫn con. Như vậy hai tên kia chuyển nhau rất ghê gớm. Như vậy đối phương đang đánh nhau. Mẹ đâu, mẹ trán. Con chúng ta thì ngồi đây nhìn. Ông tra, bạn ông tra không? Top 2 rồi, ok. Trận chung kết nào. Hay đối phương đâu, đối phương hệ thời gian là mình top 1 luôn. Hệ thời gian đi, hệ thời gian đi. Hệ thời gian đi. Hết thời gian đi. Hết thời gian. Chỉ còn thiếu 10 giây nữa là mình được top 1. Ui, đối phương ăn trước. Chơi chế độ này là ăn trước là được rất nhiều lợi thế. Hy vọng nó không bỏ. Hy vọng nó không bỏ con ảnh đế. À phong đế. Đệt. Ui, nó bỏ phong đế của mình rồi. Các bạn thấy trận đấu kết thúc rất nhanh nhá. 1-2 sẽ bị kết thúc cực kỳ nhanh. Không lo hỏa kia. Ôi. Thế rồi. Tèng 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 tèng. Như vậy mình đã top 1 băng của ba khủng long nha. Hôm đầu tiên là mình top 1 băng bộ bài phù thủy. Hôm qua là mình top 1 băng bộ bài của Đại Dương của Tetsu. Tetsu Nami Makuk. Còn hôm nay là mình top 1 băng bộ bài của khủng long. Như vậy các bạn thấy mình đánh cùng mình đội nào? Yeah, để xem nó còn ghi video.